Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Tin chấn động nè. Một số các anh chị và các bạn chắc cũng đã xem rồi, nhưng mà mình gấp mình làm lại cho tất cả mọi người cùng xem cái đoạn video clip này của anh Bánh Mì ơi đã đăng lên cái clip của anh ta nói về chị Hoa. Chuyện cũng không có gì đáng nói. Nếu như chị Hoa không có lên trên YouTube và Facebook nói là mình không có lấy ai hết từ trước tới giờ, sau khi lấy chồng và chồng chết rồi thì là ở vậy nuôi mấy đứa con cho tới bây giờ. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Họ tiết lộ là chị Hoa có vài người chồng, nhưng mà cái người chồng cuối cùng này thì đã gọi YouTuber tới và tiết lộ hết tất cả những gì cần tiết lộ. Bên cạnh đó thì không biết cái chị kia ở đâu có cái thông tin mà cũng nói là chị Hoa đã giật cái người chồng 24 tuổi này trên tay của bà Nhã, giống y như là cái chị hàng xóm đã kể, mà trong đó còn có giấy tờ và hình ảnh nữa chứ, mới ghê chứ. Mọi người ơi, cái clip này thật sự là nóng từ đầu tới cuối. Mọi người đừng bỏ một đoạn nào hết nha. Chú với cô Hoa đâu có con không? Có con người nào không? Bà còn rất nhà luôn mẹ. À vậy đó hả? Sao thấy vui thôi. Nhưng mà sáu mấy tuổi thấy còn sung quá mà. Thấy còn quen được trẻ, cho tay trẻ mà nói sao hả? Bà thì sung mà con nít teo. Đâu cái bà gì. Đó chỉ là một đoạn cái người YouTuber này tới nhà của chồng của chị Hoa để mà quay cái clip này và cho mọi người biết là chị Hoa đã từng có chồng, và người cuối cùng chị Hoa có đó là cái anh này, và chị Hoa không chịu ly dị cho đến khi mà anh Tây này gặp chị Hoa, và lúc đó chị Hoa mới nhanh về để ký giấy ly dị để bắt đầu cái cuộc tình mới với lại cái người chồng trẻ Pakistan này. Thì chị Hoa đã ly dị rồi thì lấy chồng mới thì cũng chẳng sao đâu, nhưng tại sao cộng đồng mạng lại làm lố lên như vậy? Đó là cái đáng nói. Cái đáng nói ở đây là tại vì chị Hoa đã nói với lại rất là nhiều YouTuber khác, nói là chị Hoa khi có chồng và chồng chết là rất là nghèo và ở vậy nuôi con cực khổ cho tới ngày hôm nay. Chị Hoa không dám lấy ai hết, cuộc sống thì rất là vất vả. Sau này thì mới bắt đầu con nó lớn rồi mới nuôi lại mình. Bla 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 bla. Đó là cái móc xích để cho mà những người anh YouTuber này đi có cái thông tin và để cho mọi người thấy đó là chị Hoa nói dối, chị Hoa không có nói thật, chứ không phải là tại vì chị Hoa làm sai luật gì hết trơn á. Tại vì chị Hoa đã ly dị cái ông kia rồi thì chị Hoa có quyền lấy ông mới. Đó là chuyện bình thường ha. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là bóc mẻ được là chị Hoa nói dối, rất là nói dối vậy thôi. Tại nó làm trục chính lên đây. Vậy là chú xác nhận lại là chú với cô Hoa là có kết hôn rồi, xong giờ là ly dị rồi, là cái rồng xong rồi cái gì? Có giấy đàng hoàng đó, đưa cái này nè. Có ly dị, có giấy đây là có giấy quyết định rồi. Mà cái lúc mà cô Hoa mà nổi trội trên mạng xã hội đó là chú giật mình không? Đậu mâm ta đi không à? Chú nói là chú đội giải luôn ơi. Là cái người phụ nữ ngồi kế cái anh mặc cái áo xanh này đó là vợ mới của anh ta. Cô này thì nhìn có vẻ là trẻ trung và xinh đẹp hơn vợ cũ, đó là chị Hoa. Nhưng mà cái người chồng trước của cô thì như thế nào? Người chồng trước của cô là lúc hồi còn 18-19 tuổi là cô quen với ổng được 2 tháng. 2 tháng cái ổng bị thương, ổng cục cản đi. Cái ba mẹ cô không cấm, không cho cô lấy. Ủa rồi lúc mà cô nói với con cô là cô với ông này lấy nhau đó, rồi con cô có phản đối không? Cô với Johnny lấy nhau á. Rồi con cô nói gì? Không. À, con kêu con thấy nhỏ tuổi quá, con thấy kỳ kỳ sao á. Ờ dạ hả.
Nó kỳ kỳ. Cái rồi lên mạng này hắn cũng hồi đầu cũng nó mới lên mạng chi cho người ta cười, bạn bè con cười á, thấy được cười. Cái rồi sau này cũng nó thâu kỵ, cười đó cười, họ con sống cho mình thôi, mình sống cho mình, cười được cả cười có cho mình được chẳng cười mong mắt đúng cứ rồi. Làm chính vì câu nói ai cười thì cứ cười, không ai cho mình chán cơm hết, mình cứ làm thì mình cứ làm thôi. Đó là lý do tại sao mà các anh này còn cảm thấy ghét hơn nữa và tìm tòi môi móc hơn nữa là như vậy đó. Tại vì chị không à, chị cứ nói từ lao. Cô cảm thấy hạnh phúc không? Cô có cảm hạnh thấy phúc. Mình may mắn không? Thấy may mắn nhưng mà không biết được nhà nó. Thời gian có lao. Cô có lo không? Cô có lo sợ mất ổng không? Lúc đầu thì cô cũng lo, nhưng bây giờ có thể đến thôi, mắt lẫn mắt mình có đi cái cũng được. Nếu kéo cũng mắc hạnh phúc thì thôi hãy ở miếng đến khi nó mắc đâu mắc. Thì cô có ghen lòng. Không? Ghen chứ, ghen dữ lắm. Vậy là cô đâu có để cho ổng đi ra ngoài một mình hả? Là mai cô nào có chọc mắt. Xạo xạo hoài. Lúc thì nói không cho anh ta đi đâu một mình, vậy mà cách đây mới có một ngày nói là anh ta lên trên Sài Gòn ở trên đó với lại bạn Pakistan để cho ảnh đi chứ giữ ảnh thì cũng không được. Còn lúc thì nói là không, không cho ảnh đi một mình. Chị ghen dữ lắm. Cho nên giờ cũng chẳng biết là cái nào đúng với lại cái nào sai của chị Hoa. Chính vì cái lập luận không có chặt chẽ đó mà chị Hoa bị tai tiếng và bị mọi người moi móc càng nhiều là như vậy đó. Mà chị Hoa cứ để chị này quay hoài thì bị moi móc hoài. Cái Facebook của ổng là ổng cà bên ổng, bên mình. Cái nick của mình mà ổng cà bên ổng. Là coi như xa trong một Facebook kiểu vậy đó. Là mình nhắn tin cho mình ổng biết hết, mà nhắn tin nhà ổng mình biết hết. Ông có hai cái Facebook lận má ơi. Ông cài trên cái phone của bà là cái Facebook khác, còn Facebook của ông xài là cái Facebook khác má ơi. Má đừng tin. Mà cái chi mà thấy thật sự á thì chửi con có ta không buồn. Còn này không thấy ở đâu đâu nó vẽ ra mà kiếm chuyện này chuyện kia, nó có cái chuyện cô không có mà nó có cô tức nha. Đây là những cuộc phỏng vấn chị đưa lên là người ta lấy thông tin từ đó đó chị. Chị không biết hả chị ơi, là chị cứ tưởng đâu á là tự động người ta moi móc chị. Chị im ru đi thì có ai biết cái thông tin gì nữa đâu moi móc. Người ta có tới nhà chị được đâu moi móc. Chị cứ đăng lên hoài như vậy. Rồi sau đây đó thì là một cái thông tin từ cái cô bé này tên là Lee Italia. Nghe nha, hấp dẫn lắm, rất rất là hấp dẫn. 10 tháng 8 2019, quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự. Bà Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1955, địa chỉ ấp 1 xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn. Đó là tờ giấy ly hôn mà không biết sao cô bé này có trong tay đây. Nhưng mà thôi để sau đi, bây giờ mình nghe về cái lịch sử trước cái đã. Thì ly được một người thân của bà ngoại tiết lộ thông tin. Nhưng mà mọi người nếu không tin đó thì có thể đến ấp 1, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cả cái ấp 1, ấp 2, nguyên một cái xóm làng đó ai cũng biết hết trơn á. Chứ không có phải là riêng gì ai đâu. Những gì mà bà hàng xóm kể là nó không có sai một ly nào đâu ha. Ban đầu là cái thằng Johnny này nó làm quen qua mạng với bà Nhã trước. Ra là vậy, là hai người á gọi video call cho nhau á, là gọi mà thấy hình với nhau á, thì bên đây lột đồ, bên kia cũng lột đồ, xong diễn tả những cái tư thế mà nói chung là những người nào đã từng thấy cái clip đó trên mạng á, thì cũng thể hình dung được ha, là ưỡn nghẹo uốn éo hay làm các kiểu như thế nào đó. Thì đó là cái đó thì mình không có phải nói, mình phải không thể diễn tả chính xác được ha. Nhưng mà đại loại là nó như vậy á, lột đồ hết trơn, bên kia thằng kia cũng lột đồ hết trơn, và hai người đó là chat cái kiểu khiêu gợi với nhau á. Thì đó, nhưng mà không may là cái thằng Johnny này nó khôn quá đi, nó mới quay video lại trong những cái lần chat chít của bà Nhã cả 30 cái video gì đó, rồi nó lưu trong cái điện thoại của nó đó.
À rồi những cái video đó thì bà Nhã cũng có đó. Rồi á, khi mà trong một cái lần mà đi hát hò cùng với bà Hoa thì bà Nhã bà mới khoe cái thằng John này này với bà Hoa, khoe ra những cái video, cái bà Hoa khoái quá, cái giật bồ của bạn luôn mà trời. Thời điểm mà bà Hoa mới quen Johnny á là trong một cái cuộc chat chít đó phải có tới ba người. Thứ nhất là bà Hoa, thứ hai là Johnny, thứ ba là một anh thông dịch viên. Bởi vì bà Hoa bà đâu có biết tiếng Anh đâu, phải cần một anh thông dịch viên cho cái cuộc trò chuyện đó của hai người đó. Mới quen biết á mà cái thằng Johnny này nó đã hối thúc bà làm giấy tờ cho nó sang Việt Nam rồi. Thì bà cũng làm cho nó sang Việt Nam mà. Giờ thật giả như thế nào mà nghe lịch sử thấy ghê không các bạn? Chị Hoa này sao vậy ta? Chị nói với mọi người đó là chị đàng hoàng lắm, mà bây giờ thì thấy là chị cố tình lấy cái người bạn này trên cái nick ở trên Facebook và giật luôn bồ của bà Nhã, rồi còn nói là không có chồng từ trước giờ, bây giờ thì lại mới ly dị chồng, cho nên nó là tè le học me luôn, thiệt tình luôn á. Quá là nhiều cái thông tin trái chiều mà không biết lý do tại sao chị Hoa cứ đi lên trên mạng nói hoài để cho người ta moi móc hoài mới là cái quan trọng. Thôi bây giờ là mình ngừng cái video này ở đây để xem coi có những cái thông tin gì mà hấp dẫn hơn nữa thì mình sẽ thông tin cho tất cả các anh chị và các bạn nha. Cảm ơn rất nhiều mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.